anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Cuộc đời này yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Chân này vững bước dọc theo những con đường, trời xanh vẫn ngập nắng, lòng mình vẫn trong vắt yêu thương. Vùng lên khỏi đêm tối, bước qua. Coi em đâu rồi? Kiếm con đâu, nó không có trong buồng nè. Mẹ ơi, nó không có trong này mẹ ơi, nó tiêu rồi mẹ ơi. Nó không có nhà tắm hả? Con Thon. Trời ơi, vậy đâu Quyền đâu? Trời ơi. Quyền ơi, con đâu Quyền? Quyền hả? Trời ơi, mất tiêu nó gọi trốn mẹ ơi trời. Phúc thấy Quyền đó không? Không. Nó đâu rồi, trốn đâu rồi? Quyền ơi. Mới Quyền. Quyền ơi. Ủa trời. Mẹ ơi, nãy giờ. Quyền à, con đâu rồi Quyền? Quyền ơi. Quyền ơi. Trời ơi. Thất thanh những tiếng kêu, Huyền, Huyền ở đâu? Tìm Huyền, Huyền trốn đâu rồi? Khản cổ những tiếng gọi, chân đi chân chạy phình phịch như là tiếng tim đập dồn dập căng thẳng. Vẫn không thấy được Huyền. Cả nhà tìm Huyền, bà ngoại, mẹ, rồi chị gái của Huyền, khiến cho những thước phim đầu tiên dành cho gia đình của cả ekip lan tỏa yêu thương bị bất ngờ, và quý khán giả chắc cũng đang cuốn theo cuộc tìm kiếm trong bất an. Quyền ơi Quyền, con đâu rồi Quyền? Điều gì trong ngôi nhà rệu rã này và những con người nơi đây đang phải đối diện? Có bình yên không những cuộc đời nghèo khó? Khách mời của lan tỏa yêu thương đến thăm gia đình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, chưa kịp chào thăm hỏi han gì đã phải bước vào ngay với câu chuyện đời sống gia đình với nhiều lo lắng. Quyền ơi, con đâu Quyền? Ủa hồi nãy nó đi nó... Quyền ơi, con đâu? Nãy nó đi đâu, thấy đi ra có rồi hả? Có rồi Thí ơi. Thí rồi. Trời ơi, trong nhà trốn cái nào vậy trời, rùng quá trời, chắc đông người bé đứng ngại. Tim luôn, em muốn đứng tim luôn. Đông người đi xả đi chốt. Bé Huyền Trang nãy giờ cả nhà nháo nhác đi tìm bởi vì là bé cũng bị vấn đề về tâm thần, thành ra là cha mẹ lúc nào cũng phải lo lắng, phải quan tâm và đôi khi phải gác lại tất cả những công việc để dành cái thời gian lo cho bé. Và chỉ một chút xíu thôi là bé đã có thể đi lạc, và bây giờ thì chúng ta hãy vào nhà để thăm bé nhé. Mai mày đặt vé đi nha. Mai đi chú uống còn không sao chứ, có mấy chú hùng, mấy chú cho tiền một bánh ăn đó mày mua. Hiểu không? Mười đứa chú uống hết mà bệnh như con không sao. Mai đi lên đây đình phố với mẹ nha. Đây ra đây, ra đây chơi con. Mai đi chơi con, mấy chú thương lắm. Cứ ra chơi thôi. Mày có hay đi vậy không chị? Có ai lời chú một tiếng. Có ai lời nó vậy nó chứ. Mình theo giữ. Dạ. Theo giữ. Không sao đâu con ơi, ra đây ai cũng ai cũng quen, ai cũng dễ thương. Ai cũng quen hết trơn con, ai cũng thương mến con hết trơn. Đi con. Thêm một lần nữa, chương trình Lan tỏa yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu được đến thăm gia đình trong sự phối hợp với địa phương phường 10 thành phố Vũng Tàu. Và cũng giống như lần thăm trước, cùng đồng hành với nhà tài trợ La Mel, được gặp đầy đủ 4 thành viên của cả nhà, đều là những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Cô Nguyễn Thị Bích Phương sinh năm 1960, con gái cô là chị Trần Thị Thanh Thúy sinh năm 1981. Hai cháu ngoại là Lê Thị Mỹ Tiên sinh năm 2003 đang học lớp 12 và cháu Lê Thị Huyền Trang sinh năm 2007 đang học lớp 9. Ngôi nhà không có đàn ông. Chồng của chị Thúy, ba của hai em, không còn sống chung, đã về quê ở Vĩnh Long rồi. Hai chị em Mỹ Tiên và Huyền Trang đều là học sinh giỏi. Huyền, tên gọi thân mật ở nhà của Huyền Trang, bỗng mấy tháng nay phát bệnh. Hiện tại là mấy cái tuần trước là em con nó cứ bị đau đầu hoài, nó không có đi học được à. Thế là nó đi học thì nó cũng không có tập trung được, nó cứ bị sao lãng không mấy cái tác động vật lý xung quanh ấy chứ. Nó sao ta kỳ vậy ta, sao tự nó đuổi mình dưới chân. Mẹ nó nói, mẹ nó vô hỏi sao con, mẹ mà đi ra khỏi đây rồi hả, là hoa nó nở đẹp lắm.
cùng mẹ em ở đây là qua nó không có nở được. Trời ơi, nó nói vậy nó bà không được đầu chứ. Thường thì có người lại thì nó hay trốn trong buồng chứ. Xong rồi nó hay chùm mền lại á, xong rồi nó nằm trên giạc nó chơi mình nó trong đó. Nhạc cứ kêu nó ra xong rồi xíu hồi đó là trốn nó vô nó nằm nữa. Thôi ngồi đây chơi đi con, ngồi đây đi. Ngồi đây với mẹ thấy quen quen. Đi dạ. Ngồi đi con. Chào cô. Con là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ngồi hàng chi. Ngồi dạ. Thấy quen. Cảm ơn lắm nhìn chú. Dạ, hôm nay thì con cũng đến đây cùng với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương thì cũng mong muốn là chia sẻ khó khăn với gia đình. Cảm ơn chú nhiều lắm nhìn chú. Thấy bé là được bà, được mẹ rồi chị rất là thương nên là con cố gắng lên nha. Cố gắng chữa bệnh để cho khỏe rồi sau này đi học với bạn bè ha. Thôi mình ngồi đây đi chứ nãy giờ cả nhà đi đi bộ đi kiếm con là cũng như là đuối luôn rồi. Nãy muốn gung muốn cái gất cái tim ở ngoài á. Đó, làm bà làm mẹ lo quá trời con. Thôi con ngồi đây với bà đi. Nãy con trốn đâu vậy? Hả? Trong tủ á hả? Trời ơi. Con chú ơi nó trốn, chú không biết chị kiếm muốn chết muốn ra. Dạ, bé bị như vậy đâu chưa? Bị mấy tháng nay rồi. À mấy tháng nay. Đây học đặt học sinh giỏi kỳ 1. Trời ơi. Tới kỳ 2 là nó bệnh luôn cái luôn. Trời ơi, học giỏi vậy mà bị hả? Bị học giỏi lắm. Dạ. Cô thầy cũng quan tâm tới lắm, tội nghiệp vô ngoài hổm hổm cô nó cũng mới vô nữa đó. À. Vậy là các bạn các cô thầy thương quá trời luôn mà. Đúng. Trời ơi, ai mà học giỏi được là mừng lắm á chị. Yeah. Cô làm thì làm chứ là cô chạy vô cô dòm coi làm sao cô mới đi ra lo nó ăn uống này kia rồi nó không ăn thì cũng năn nỉ ngồi đó dòm cho cháu nó ăn uống thuốc vô. Yeah. Cô cũng vất vả lắm chứ rồi cái chắc chưa nhiều khi người ta đi hái rau nè kêu mình đi hái. Yeah. Hái người ta cho tiền cho gạo mình ăn. Yeah. Thì cũng sống ba ngày mà cái ăn uống thì cô cũng không cần ăn gì con ơi, cô ăn một bữa cơm thôi nhịn đói buổi chiều cũng được nữa, cô cũng không yêu cầu cho con cháu nó khỏe là cô mừng lắm rồi, là khỏe lắm rồi. Yeah. Nói chung là khổ đủ mọi đường, coi như bệnh đau rồi nã, coi như là tâm bệnh đã bệnh đau đủ thứ rồi thì coi như cái tâm nó không được thoải mái. Nên lúc nào bà cũng không biết tâm sự với ai, bà chỉ tâm sự với tôi là bà cứ mỗi một lần bấy là có khóc lóc. Nên tôi sẽ động viên mà thôi bây giờ thì bà phải trấn an lại để coi bà là trụ của gia đình. Mà bây giờ bà không đã suy sụp thì bây giờ thì bây giờ ai là người đứng lên để no đây. Thế nên là thôi bà gắng cố gắng để coi như là vượt lên. Bây giờ thì có cái gì thì cứ than thở, nếu cái gì ví dụ chẳng thấy sang em giúp được cái gì thì em giúp. Những cảnh phim đời thật rất buồn. Cái buồn không thể tránh né. Bệnh tật với những người phụ nữ yếu đuối nghèo khó, làm mướn làm thuê ngày có ngày không. Bi kịch đè nặng và kéo dài trong gia đình này. Từ chữ bệnh, căn bệnh mà em Huyền Trang phát ra gần đây chừng như được nối tiếp từ những triệu chứng giống như căn bệnh của mẹ em, chị Thúy. Và giờ đây, đêm ngày hay nắng mưa, cả hai mẹ con không có thuốc là không được, là lại căng thẳng lên cơn. Dạ, chị đã bị bệnh ở lâu chưa? Bị mấy năm nay rồi. Mấy năm nay hả? Tức là từ khi mà bị như vậy thì cái quá trình mà mình hoạt động nó có bị khó khăn gì không? Có khi nào khi nhớ khi quên không? Có chứ. Đi làm banh thì hồi dục bên đây dục bên kia hay quên á, không có nhớ. Còn nóng mọc thì lộn tới lộn lui. À. Đâu có được như trước nữa đâu. Bây giờ bệnh thì nhức đầu quá thì xin đi nghỉ giấy bảo hiểm. Đi xin giấy bảo hiểm nghỉ. Yeah. Hồi tới thì lên y tế nằm. Vậy là chị cũng phải uống thuốc thường xuyên không? Đúng, ngày nào cũng uống hết trơn. Hồi đó ốm mà từ hồi bệnh tới giờ uống thuốc giờ mập quá trời luôn. À. Rồi khi mà không uống thì trong người mình... Nó nhức đầu vậy lắm. À, nhức đầu. Nhất còn nếu không uống nữa thì ở trên này, trong cơ thể mình có cái luồng nóng từ trên nó chạy xuống dưới này nè. Là nóng dữ lắm. Là mặt mày tụi mình lắm mình luôn không mắt bầm lên nó còn cái môi thì quýnh sưng cái môi lên luôn á, đen thâm đen cái môi luôn. Tự mình quýnh mình làm tổn thương mình nó luôn. Quấu quá. Trời vậy, nó quấu đầu. Quýnh không biết đau là gì á. Dạ. Cô quýnh hết trơn, cô chạy đi cô gỡ cô ôm để con bình tĩnh. Mà nó làm quá trời cô yếu đuối nữa, cô làm ghét cô cũng ôm như vật lộn nó luôn vậy đó. Dạ. Rồi một thời hơi lâu rồi đó, cái nó bình tĩnh lại, cô cho uống thuốc nó ngủ. Uống thuốc cho nó ngủ, con này nó ngủ dữ lắm. Yeah. Có uống thuốc đỡ lắm, bác sĩ thành phố đưa thuốc trầm cảm thần kinh á, là uống vô là nó ngủ à. Nó ngủ là người ta nói là cho nó ổn định thần kinh lên cho nó không quậy. Nói chung là tôi ở gần đây thì tôi thấy gia đình hoàn cảnh rất là khó khổ. Khổ rất là tôi thực sự chẳng giúp đỡ được cái gì cả, nhưng tôi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, tôi giúp đỡ trên mặt tinh thần thôi. Thì nếu ví dụ như có thiếu thốn, tôi cũng hoàn cảnh không có thiếu thốn gì, ví dụ tôi không có, ví dụ chẳng hạn như là nếu mà thì thuốc thang không có thì chẳng hạn tôi cũng chạy vậy, tôi vay mượn dùm
Đó. Thì ví dụ như là thấy bây giờ ví dụ là cháu nó bệnh đau quá thì không ấy, bà khóc lóc quá. Tôi hoàn cảnh cũng không có, tôi nghĩ là thôi chạy vậy vay mượn dùm để cho đi khám bệnh. Mới lại thấy các cháu nó hoàn cảnh không có người đưa rước đấy, mẹ nó bệnh đau suốt thì nhiều khi tôi gắng thu xếp thời gian tôi đưa rước cháu đi học. Hoàn cảnh không có nhưng mà thôi mình giúp được bao nhiêu thì mình giúp. Mình không có giúp được nhiều thôi thì mình cũng là nát rách thôi, mình dùng theo cái nát được. Nên là thôi mình cũng cố gắng. Lá rách, đùm lá nát. Cả cái khu dân cư xóm trọ này từ nhiều miền quê hương Nam Bắc về đây tạm trú sinh sống. Tình tương thân đùm bọc nhau trong hoạn nạn thật là quý biết bao. Thiếu thốn đau khổ có nhau, an ủi và chia sớt. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải đối diện trước câu hỏi: chữ bệnh gắn với thuốc như thế này, trong cảnh túng ngạt và bất an kéo dài, liệu hai bạn trẻ học giỏi hiếu học này, con đường học tập tương lai phía trước ra sao, liệu có bị gãy đổ không? Hùng biết không, bé nó học lớp 12, đạt học sinh giỏi kỳ 1 rồi. Dạ. Cô thầy cũng thương lắm, tính đợt rồi không có tiền cho nó nghỉ, rồi dạ. Cái nhà trường kêu phải cho học chứ không có cho nghỉ. Dạ. Họ kêu cho nó nghỉ, nó đang học bài, nước mắt nó gớt hết tội nghiệp lắm. Mà bây giờ, nói con ơi, hoàn cảnh gia đình mình thiếu hụt quá, thiếu hụt sao, rồi bệnh đau, mẹ con bị thần kinh. Con thấy chán nản rồi. Nhiều lúc con cũng muốn nghỉ học đi, tại vì bây giờ nếu mà con nghỉ học con phụ mẹ thì mẹ sẽ đỡ hơn, với lại cũng bươn chải được hoàn cảnh trong gia đình hơn. Tại con thấy giờ mà con đi học xong rồi, mẹ lại phải tốn tiền trọ, tiền ăn. Lớn con. Thì nó bệnh dài vậy khổ. Có đám mấy mùa phát nổ mình sang tôi không còn bao nhiêu năm vừa dần cơn mưa sợ. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong xó xe, sương chùm chỉnh qua ngõ, hình như Thu đã về. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương chùm chỉnh qua ngõ, hình như Thu đã về. Hiện tại thì đạt ở kết quả học online học kỳ 1 thì con với em đều được học sinh giỏi ạ. Dạ hiện tại thì con đi học ập rồi, nhưng mà còn em thì em vẫn chưa tới trường học nè. Tại vì em nó có bị đau đầu xong rồi mẹ chở đi khám xong rồi nói chung mình nó chưa có đi học chú. Cô cũng có vận động viên là cứ đi học đi rồi có gì thì cô giúp, nhưng mà nó vẫn chưa có đi chú. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công ơi. Ở nhà mình đây là vườn nhà mình hết à? Dạ không, mà đất của người ta, mình chỉ mướn ở đây thôi. À mình mướn ở đây thôi. Mình ở đây lâu chưa? Dạ, ở đây cũng được 5-6 năm rồi. 5-6 năm. Bây giờ là Tiên đang học lớp 12 đúng không? Dạ. Thì công việc học của em có bị gián đoạn gì nhiều không? Dạ, có. Lúc ở dưới quê thì em có bị mất 1 năm để chuyển trường lên đây. À, dạ, hồi xưa quê mình là ở đâu? Dạ, hồi xưa em học ở Vĩnh Long ạ. À, Vĩnh Long ha. Ồ, Vĩnh Long bây giờ cũng đẹp lắm á. Bao lâu rồi thì chưa về quê? Dạ, khoảng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi còn người thân ở quê không? Dạ có ba em. À ba hả? Ba có thường gọi điện hỏi thăm không? Dạ lâu lâu cũng có gọi. À mà có nhớ ba không? Dạ cũng có. Nhưng bây giờ ba ở Vĩnh Long thì đã có gia đình mới chưa hay là? Dạ chưa, hiện tại thì ba em ở với nội. À ba ở với nội. Nhưng mà tại sao lại ba không có theo mẹ mà lại ở xa như vậy? Cũng xem như là... Dạ, cũng như là ly thân. À, ly thân. Anh thấy ở nhà treo quá trời là bằng khen luôn. Của dạ. Tiên hay của Trang? Dạ, của hai chị em. Của hai chị em luôn ha? Dạ. Trời ơi, nếu mà hai chị em học giỏi như vậy chắc là bà là mẹ chắc cũng thương lắm, mà mừng lắm ạ. Tự hào nữa. Dạ, mong muốn con là con được học ngành Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh chút. Con muốn theo ngành sư phạm tác. Dạ, tại con thấy... gọi là như là con thích được dạy người khác, với lại con cũng thích được mấy, giống như là cảm giác như mấy cô vậy ấy, giống như là con muốn giúp đỡ lại khi mà sau này con làm giáo viên rồi sẽ giúp lại mấy em mà có hoàn cảnh như con. Hồng Lễ nghe là em Tiên muốn là sau này là sẽ làm một giáo viên sư phạm, và Hồng Lễ đồng cảm được cái sự là em muốn chia sẻ và giúp đỡ lại những học sinh hay là những em có hoàn cảnh giống như là em của Tiên vậy đó. Thì khi mà Hồng Lễ biết được thông tin thì Hồng Lễ rất là cảm động và Hồng Lễ đồng cảm được điều đó. Thì giống như Hồng Lễ bây giờ đã bơi được rồi, và Hồng Lễ cũng dạy bơi lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn như Hồng Lễ. Đó là một điều mà Hồng Lễ rất là
rất là vui và hạnh phúc khi mà nghe em Tiên chia sẻ về điều đó. Khi chương trình Lan Tỏa Yêu Thương tới thì con cảm giác được sự giúp đỡ, được sự đồng hành của mọi người. Con cảm giác là mình không có bị bỏ lại phía sau mà được cái sự quan tâm, được cái sự an ủi, hỗ trợ của mọi người thích con. Động viên con có thêm tinh thần, có thêm ý chí và nghị lực để mà vươn lên. Trong Lan Tỏa Yêu Thương, những ước mơ được sống dậy mạnh mẽ thay cho những suy sụp bế tắc đã phải trải. Và những nỗ lực tiếp tục vươn dậy trong tuổi 18 thanh xuân của Tiên. Rồi sức sống tuổi trẻ tiếp tục được chuyển mình và đi về phía ước vọng hữu ích. Chúng ta hạnh phúc khi nghe những cam kết và quyết tâm của em Tiên. Từ trong góc tối của căn phòng bề bộn bước ra khoảng sân căn nhà thuê trọ này, ánh sáng và màu xanh cây lá cùng đó là những lời chia sẻ khích lệ như đã mở ra những chuyển biến tích cực trong tâm trí của các em, thay đi nơi đây sự u hoài, trốn né và vùi mình trong góc tối. Và giây phút này đây, Huyền Trang đã thoát khỏi sự rụt rè, mạnh dạn mở chiếc khẩu trang ra. Chúng ta thấy vui, vui vì em dạn dĩ và thân thiện hơn phải không? Ôi nét mặt thanh tú trong ngần của cô bé tuổi hoa niên cho chúng ta có hy vọng biết bao. Tôi xin là mây gió bay khắp trời mênh mông, đến mọi miền đất nước đón yêu thương vào lòng, dịu xoa đời khốn khó, sẽ chia những buồn vui, xin hiến dâng cho đời là tình người trong tôi. Tôi xin làm lá cỏ tươi xanh đón nắng trời, sẽ chia bao mầm sống từng ngày vui. Góp thành cơn bão lớn, thành ngọn sóng trào dâng, mang yêu thương kết nối là hạnh phúc trong lòng. Bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất, chuyển mình vươn xanh. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Lợi, em đến từ chương trình Lan Tỏa Yêu Thương. Hôm nay em với anh Nguyễn Phi Hùng đến đây thăm gia đình em Trang và đến thăm trường của mình. Em xin chào tất cả các cô, các thầy ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng em sát cánh trong cái thời gian đã đến thăm em. Và hôm nay có cái buổi gặp gỡ rất là ý nghĩa này. Tôi rất là vui và khi mà lại được tiếp tục nhìn thấy Trang. Và hy vọng ngày mai là ngày thứ hai Trang đến trường cùng cô và các bạn đến trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thái Bình để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé. Nói về cô bé học sinh giỏi này thì có điều gì mà cô ấn tượng nhất không ạ? Cô ấn tượng Trang luôn luôn cố gắng. Vừa rồi trong kỳ thi học, quá trình học online thì con đã rất là cố gắng để được thành tích học sinh giỏi. Và khi đến thăm gia đình thì thấy hai chị em đều đạt thành tích và bà còn khoe giấy khen với cô. Điều đấy thực sự là đối với cô đấy là một niềm tự hào ấy ạ. Và muốn san sẻ nhiều hơn và đến các bạn học sinh cũng như là tất cả các em trên toàn quốc hiểu được hơn là dù chúng ta có vào cái hoàn cảnh nào đi, khó khăn đi thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không ngừng cố gắng để vượt lên trên hoàn cảnh để học tốt và phát triển bản thân. Qua chương trình này chúng tôi cũng rất muốn rằng là có những cái chuyên gia về tâm lý có thể giúp đỡ để tư vấn tâm lý cho các em học sinh ở cái độ tuổi mà tuổi dậy thì ở đây, trong đặc biệt là học sinh trung học cơ sở có nhiều điều kiện hơn và giúp đỡ với nhà trường có thể tạo những cái môi trường tốt hơn để cho các em học sinh, đặc biệt các em có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Là hôm nay con cảm thấy rất là vui mà được đi cùng với lại chú Nguyễn Phi Hùng và các cô chú ở đây ạ. Dạ con muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả thầy cô của trường Nguyễn Thái Bình và cô chủ nhiệm đây và cùng với lại các thầy cô của con ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Các thầy cô đã
ủng hộ cho con rất là nhiều về tinh thần và cả về vật chất ạ. Thầy giúp tụi con có thêm động lực. Cô có chuẩn bị một tập tài liệu để chuẩn bị cho con trong những ngày mà vừa rồi con còn chưa đến lớp được, vẫn còn con về nhà ôn bài thật tốt để dành thời gian bù lấp những cái kiến thức hỏng. Và các thầy cô giáo sẵn sàng phụ đạo cho con, kèm cặp thêm cho con để con có thể học tập tốt hơn. Con quyết tâm đến trường, con quyết tâm vượt khó. Con quyết tâm đến trường, con quyết tâm vượt khó. Đây là những lời nói mà trong trái tim của em Trang luôn thôi thúc được nói ra. Có một chút quà nho nhỏ để gửi đến hai em, xem như là một động lực tinh thần để giúp cho các em cảm thấy xung quanh cuộc sống thì chúng ta luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Những lời tri ân, cảm ơn của Mỹ Tiên đến với thầy cô như hun đúc thêm quyết tâm của cả hai chị em. Sân trường hôm nay với tình thầy trò thật chan chứa yêu thương. Con quyết tâm đến trường, con quyết tâm vượt khó. Huyền Trang đã nói như vậy. Cảm ơn em đã cố gắng rất nhiều trong hoàn cảnh của mình. Và quyết tâm của cô trò nhỏ này xin được cộng đồng và xã hội tiếp sức và hỗ trợ. Cũng như từ đây, như lời ban giám hiệu đã chia sẻ, ước mong có thêm những chương trình, những hoạt động thật hữu ích hỗ trợ chăm sóc điều trị tâm lý tuổi học đường dành cho những học sinh có hoàn cảnh giống như em Huyền Trang. Bởi yếu tố sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất là rất cần quan tâm cho hành trình học tập và thực hiện ước mơ của các em, như lời cô học trò giỏi Mỹ Tiên đã chia sẻ với Lan Tỏa Yêu Thương. Con nghĩ là sức khỏe quan trọng, thứ hai là sự quyết tâm. Vì khi mình làm cái gì mà không có quyết tâm thì mình sẽ mau chán nản, mình sẽ bỏ cuộc, mình sẽ thất bại thôi. Thứ ba là kinh tế, mà mình muốn cái đó nhưng mà mình không có điều kiện, mình không có khả năng thì mình cũng không làm được cái gì hết. Thứ tư đó là sự khích lệ, đó là khi mà mình mong muốn cái đó, mình nghĩ cái đó nhưng mà những người xung quanh mình thì họ cứ nói là không nên theo cái đó xấu lắm, đừng có theo, thì mình cũng sẽ bị phân tâm, mình sẽ chán nản và mình cũng sẽ nghĩ tới việc từ bỏ thôi à. Và thứ năm đó là sự hỗ trợ, đó là khi mà mình làm thì nó sẽ rất là khó thành công, nhưng mà khi có cái sự giúp đỡ, sự tác động của mọi người thì mình sẽ cái sự thành công mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Bồ công anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Lam Mèo rất vui mừng được đồng hành với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương đến thăm gia đình của em Mỹ Tiên và Quyền Trang tại phường 10 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng các em đã có những thành tích học tập rất tốt. Ngày hôm nay Lam Mèo với những phần quà hành trang đến trường sẽ giúp cho các bé có thêm động lực để thực hiện tốt công tác học tập của mình trong thời gian sắp tới. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương thật vui vì phần nào thực hiện được những mong muốn rất thiết thực cho gia đình và cho hai bạn trẻ hiếu học này. Hỗ trợ, khích lệ, tiếp sức về kinh tế để từ đó nâng đỡ quyết tâm và chăm lo sức khỏe cho hành trình học tập của hai em như là lời Mỹ Tiên chia sẻ. Ngay từ lần đầu đến thăm gia đình, nhà tài trợ La Mèo đã gửi đến gia đình và hai em những động viên từ sự đồng cảm và hỗ trợ ngay lập tức. Thì hy vọng với những cái món quà này đến từ những người khuyết tật của công ty La Mèo làm cùng với một số tiền nhỏ gọi là muốn gửi đến gia đình mình, thì chúc gia đình mình có thêm nghị lực và sức khỏe, các bé sẽ học tập tốt hơn nữa. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương cảm ơn sự đồng hành của địa phương phường 10 thành phố Vũng Tàu, sự đồng hành của quý thầy cô và nhà trường nơi em Huyền Trang đang học. Những chăm lo này xin cùng với các em viết tiếp khát vọng và nghị lực học tập để rồi từ đây trong yêu thương, tương lai cuộc sống và gia đình các em được thay đổi. Và xin mời bà Lê Thị Hiền có đôi lời phát biểu và phần quà gửi đến cho gia đình ạ. Hôm nay dự với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương, xin thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ekip làm chương trình Lan Tỏa Yêu Thương đã làm cầu nối để gắn kết giữa các mạnh thường quân đến với các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt với gia đình em Lê Thị Mỹ Tiên và em Lê Thị Huyền Trang. Thì cũng mong rằng sau cái chương trình này thì các em gia đình sẽ có được thêm một cái
động lực để cố gắng hơn trong cái khó khăn trong tương lai tới. Đại diện cho chính quyền địa phương thì tôi cũng có một phần quà gửi đến gia đình cô và chị hai em. Sao bữa nãy thấy mọi người dành quá trời tình cảm, quá trời quan tâm luôn, thì hai bé cảm giác như thế nào? Gặp được cô này, gặp được thầy rồi mà trở lại được cái mái trường thân thương của mình rồi, thì em có niềm tin, có động lực để tiếp tục học tốt hơn không? Em sẽ cố gắng học thật giỏi để giúp đỡ cho mẹ với lại bà ngoại. Con sẽ mạnh mẽ, năng động và hoạt động tiếp tốt. Đúng rồi, sức khỏe cũng là một cái điều vô cùng là quan trọng. Và em Trang đã hứa là sẽ năng động, sẽ giữ sức khỏe và luôn mạnh mẽ. Điều này là cái điều tiên quyết để cho việc học hành của em được thuận lợi, và tất cả mọi người đều mong chúc cho em đạt được ước mơ của mình. Và bây giờ xin mời anh Nguyễn Đình Bình, đại diện nhà tài trợ công ty Lamel, có đôi lời phát biểu và gửi phần quà đến cho gia đình ạ. Dạ, chào chị. Ngày hôm nay mình đại diện cho thương hiệu Lamel đến thăm gia đình và hai bé Mỹ Tiên và Quyền Trang. Hai bé hôm nay rất là sáng, cũng giống như là những cái thành tích học tập mà các em đã được ghi nhận. Thì với những cái hành trang đến trường ngày hôm nay mà công ty Lamel muốn gửi tặng cho gia đình, rất là mong chị sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để tạo động lực và kiếm nguồn thu nhập tài chính, chăm lo cho các bé có thể hoàn thành tốt cái công việc học tập của mình. Xin. Ngoài ra, công ty Lamel cũng xin gửi tặng tới chị và gia đình một phần tiền mặt trị giá 20 triệu đồng để phụ giúp cho chị có thể chữa bệnh trong giai đoạn hiện tại, như là sẽ có cái kế hoạch học tập cho các cháu để giúp cho các cháu có thành tích tốt hơn nữa. Dạ, dạ cũng xin. Dạ, xin cảm ơn chương trình công ty Lamel và cảm ơn nhà tài trợ và đài truyền hình đã đến đây giúp đỡ gia đình. Dạ, xin cảm ơn nhiều. Tôi xin cảm ơn đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu, với cảm ơn đại tài trợ Lamel, với xin cho cảm ơn làm chủ tịch phường 10 với công an phường 10 và chú Hùng và các anh em đây hết để giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn, cho nên thật cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn cô và chúc sức khỏe cô. Với Hồng Lợi thì yêu thương luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, và trong mỗi con người mình luôn có sự yêu thương. Chúng ta chia sẻ là quan tâm và chăm sóc nhau, đó là sự yêu thương. Hình ảnh của anh Hồng Lợi thì truyền cho cảm hứng là cho dù mình có như thế nào, mình có bị làm sao đi nữa thì mình cứ quyết tâm, mình cứ tiến tới và mình cứ gọi là nỗ lực hết mình thì mình sẽ làm được. Kính thưa quý vị, chương trình Lan Tỏa Yêu Thương kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại kỳ sau. Con phải vui nha, con cố gắng.